Một đội đặc nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã mất tích một cách bí ẩn trên một ngọn núi mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Nơi đây vô tình cũng là thủ phủ của một nhóm buôn lậu đang ẩn náu. Những nhà chức trách cho rằng họ đã bị bọn buôn lậu bắt cóc. Vì thế tướng Nuvo đã tìm đến Andrei, một đặc vụ nổi tiếng, nhưng đã nghỉ hưu để nhờ anh giải cứu đồng đội của mình. Vậy hành trình giải cứu của anh sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đến với bộ phim mang tên Phóng Thích 2. Nam chính của chúng ta chính là đặc vụ Andrei. Trước đây anh là một người anh hùng. Anh đã từng triệt phá cả đường dây phạm pháp trong thành phố khiến bọn tội phạm chỉ cần nghe đến tên anh cũng đủ hoang mang. Thế nhưng sau này anh đã giải ngũ và lui về sống yên ổn bên cạnh cô bạn gái xinh đẹp của mình là Nadja. Cuộc sống của họ vẫn bình yên và hạnh phúc, đúng nghĩa một ngôi nhà tranh hai trái tim vàng. Thế nhưng như các cụ nói, ngọc càng ẩn càng sáng vì danh tiếng của mình. Nên những ngày ẩn thân của Andrea và bạn gái không kéo dài khi một vị khách không mời mà đến. Người đó chính là tướng Nuvo. Ông ấy trước kia từng là cấp trên của anh trong các chiến dịch. Nuvo nói rằng ông ấy có một đội đặc nhiệm, nhưng trong quá trình họ làm nhiệm vụ tiếp cận một thủ phủ của bọn buôn lậu thì bỗng nhiên mất tích không dấu vết, không báo trước. Cơ quan chức năng không tìm thấy bất cứ dấu vết cùng như báo hiệu kêu cứu nào của họ trước đó. Theo những gì ông ấy nói thì Andrea nhận định họ đã bị bọn buôn lậu này thịt rồi. Nhưng dù là đúng hay sai thì ông ấy cũng muốn thông tin chính xác. Và với tình hình hiện giờ, họ không biết tìm ai có thể làm việc này ngoài anh. Andrea nói với Nuvo rằng mặc dù mình đã giải ngũ và không còn liên quan gì đến họ nữa, nhưng anh sẽ giúp ông ấy với danh nghĩa một người bạn. Nuvo rất vui vì điều đó. Cho nên ông ấy đã cho Andrea vị trí của bọn chúng để anh có thể dễ dàng tác chiến. Sau khi dặn dò và tạm biệt cô bạn gái, anh lập tức lên đường tiếp cận vị trí đội đặc nhiệm mất tích. Lúc này, tại pháo đài của bọn buôn lậu, bọn chúng đang bắt giữ hai người của đội đặc nhiệm. Những người còn lại trong đội đều đã bỏ mạng. Và để truy ra ai là người ra lệnh cho họ đến đây, chúng đã tiến hành trang cả hai. Cách tra tấn và hành hạ của bọn chúng vô cùng man rợ. Nó không phải là những cú ra đòn hay cú đấm mà là một hình thức hoàn toàn khác. Bọn chúng bắt những con nhện và con bò cạp có nọc độc hàng đầu thế giới nhét vào quần của anh lính, để những con côn trùng này tiêm chất độc và bên trong cơ thể họ khiến họ không thể di chuyển được. Trong lúc tra tấn, tên trộm không ngừng ép cung một trong hai người bắt người lính này phải khai ra mục đích đến đây, nếu không hắn sẽ khiến đồng đội của anh ta chịu đau đớn đến chết. Nhưng bằng ý chí của một người lính, anh ấy nhất quyết không khai ra. Thế là tên vệ sĩ của gã trùm đã lấy ra một chiếc cưa và chuẩn bị cưa chân của anh lính để ép người kia phải khai ra. Nhưng đúng lúc đó, bọn đàn em của tên trùm vào báo cáo rằng khách hàng lớn của bọn chúng đã đến. Vậy là chúng để họ lại và ra bên ngoài tiếp khách quý. Vị khách của hắn không ai khác, cũng là một tay buôn lậu khét tiếng chọc đầu. Chúng gặp nhau để trao đổi về thương vụ sắp tới. Lúc này bên ngoài, Andrea đã tiếp cận khu vực của bọn buôn lậu. Theo dấu về những gì để lại tại hiện trường, Andrea nhanh chóng xác định được đường đi của họ. Anh đã lần theo dấu vết và phát hiện được vị trí họ gặp nạn, đó là một mỏm đá. Tại đây, bằng linh cảm nhạy bén của mình, anh biết họ đã bị rơi vào trận địa phục kích của bọn buôn lậu và bị bọn chúng đánh mìn. Có người đã không qua khỏi và có người bị bọn chúng bắt về làm con tin. Nhưng bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị bắt thì anh không xác định được. Nhận định xong, Andre đã gọi điện báo cho tướng Nuvo biết để biết tình hình. Khi tên trùm tiễn tên chọc ra về thì Andre đã chụp lại được hình của hắn. Đó sẽ là manh mối quan trọng để họ tiến hành điều tra. Vì lần này đến đây, anh không chỉ có nhiệm vụ giải cứu con tin, mà còn phải tìm ra xem bọn chúng buôn lậu món hàng gì. Bọn chúng sau khi tiễn khách ra về đã tiếp tục quay lại tra tấn hai người lính mà chúng bắt được. Khi không ai trong hai người chịu khai, một người đã bị ngất do nọc độc của nhện và bọ cạp gây ra, thì người còn lại đã bị tay vệ sĩ của tên trùm cho một viên đạn vào bắp đùi. Sau đó hắn tiếp tục nhét con bọ cạp vào chỗ vết thương của anh và ép anh khai ra mục đích đến đây, cũng như ai là người ra lệnh cho họ. Do không chịu được đau đớn, một người đã khai ra họ đến đây để điều tra bọn chúng. Và người ra lệnh cho họ chính là tướng Nuvo. Có được những thông tin này, bọn chúng lập tức giải độc cho họ, chứ không giết ngay vì hiện giờ họ vẫn còn giá trị lợi dụng. Chúng lập tức cho người điều tra tất cả những gì về tướng Nuvo, cũng như những người làm việc với ông ấy để tìm thêm manh mối, cũng như để trả đũa. Andrea sau khi xác định được những người lính bị bọn này bắt, anh đã giả vờ là một khách du lịch bị lạc đường và tìm cách tiếp cận pháo đài của chúng. Bọn lính canh của tên trùm không cần biết đâu là thật đâu là giả, cứ có người lạ lảng vàng ở đó là chúng cho vào khám ngay. May mắn là tại đây anh đã gặp được hai người lính, nhưng hiện giờ họ đã bị trúng độc, tay chân không cử động được. Bọn lính canh thì quá nhiều nên họ không thể ra trốn ra được. Vậy là anh chọn cách khác. Tên lính canh sau khi nhốt Andrea lại, hắn liền đi thông báo cho tên đội trưởng được biết tên này. Sau khi thấy có người lại xuất hiện, hắn cẩn thận đi kiểm tra một lần. Không may trong lúc hắn không để ý, nam chính đã nhanh như cắt xuất chiêu và hạ được tên này. Sau đó anh đã bí mật đưa hắn ra khỏi pháo đài mà không ai biết. Tại đây anh bẻ gập tay chân hắn ra đằng sau và trói chặt lại để hắn không có cơ hội trốn thoát. Xong xuôi đâu đó, Andrea quay lại pháo đài của bọn chúng. Lần này anh không đi trực tiếp vào như lần trước, mà chọn cách đánh du kích tiếp cận từng tên và hạ gục bọn chúng nhanh như chớp.
bọn lính canh của tên trùm toàn là những kẻ tay ngang, nên chúng không thể nào là đối thủ của Andrea được. Anh cũng không mất quá nhiều sức lực mà hạ được vài tên. Tuy nhiên khi phải sử dụng súng thì âm thanh đó đã thu hút sự chú ý của tên trùm, cũng như đàn em của hắn. Cả một đám lính ăn hại chạy toán loạn khắp nơi, cũng không bắt được Andrea để anh chạy thoát ra khỏi khu pháo đài. Tin tức này đã đến tay tên vệ sĩ của tay trùm, hắn liền ôm hàng nóng chạy ra ngoài, thì lại thấy bóng dáng của Andrea đang thấp thoáng trên mỏm đá. Hắn nhanh chóng bóp cò, cũng là lúc anh nhảy xuống bên dưới, thế là hắn chỉ bắn trúng ngọn cây. Sau khi trở vào, hắn nhìn thấy bức ảnh tướng Nuvo chụp cùng lính của mình, thì nhận ra một trong số những người đó chính là Andrea, kẻ vừa đột nhập vào pháo đài của bọn chúng. Có được những thông tin quý giá đó, tên trùm lập tức gọi điện cho một kẻ thân tín để nhờ tên này điều tra thông tin về Andrea, cũng như người nhà của anh. Về phần Andrea, sau khi trở về anh cũng có trong tay con tin của mình, chính là gã đội trưởng. Anh đem hắn giao cho tướng Nuvo để ông ấy điều tra xem thực chất bọn chúng đang buôn bán loại hàng gì ở đó, còn anh sẽ trở về với bạn gái. Sáng hôm sau khi trở về nhà Andrea, vài đã thấy vài chiếc xe đang đậu ở bên ngoài. Anh biết bọn chúng đã tìm đến nhà của mình để trả thù. Anh không vội vàng chạy vào trong ngày, mà lặng lẽ đi đằng sau tiếp cận tay bắn tỉa của bọn chúng và cho gã này đi bán muối. Xong rồi anh thay thế vị trí của hắn, nhờ đó cũng tiêu diệt thêm được vài tên. Quan sát thấy xung quanh không còn ai, Andrea liền đi vào trong xem tình hình căn nhà. Nhưng anh vừa xuất hiện ở cửa thì ba sát thủ bên ngoài cùng vài sát thủ trong nhà đã song kiếm hợp bích tấn công Andrea. Tuy nhiên với linh cảm nhạy bén và thân thủ hơn người, anh đã nhanh chóng cho mấy tên trong nhà đắp chiếu. Ba tên còn lại lò dò đi vào định úp sọt nam chính bằng màn mưa đạn. Nhưng không ngờ anh đã ẩn thân dưới nền nhà và cho một tên đăng xuất ngay khi hắn đặt chân vào trong nhà. Hai tên sau đó đứng ngoài cửa cũng nhanh chóng bị anh cho đắp chiếu ngay tại chỗ. Sau khi vào trong nhà, anh thấy điện thoại của một kẻ trong số đó đổ chuông khi nghe máy, thì đầu dây bên kia là cấp trên của bọn chúng. Hắn biết người nghe máy là Andrea nên đã yêu cầu anh phải dọn dẹp hiện trường và thủ tiêu mấy cái xe. Tuyệt đối không được báo cảnh sát, nếu không Natasi sẽ gặp nguy hiểm. Andrea biết chúng sẽ không nói đùa nên anh nhanh chóng chấp thuận đề nghị của chúng và làm theo những yêu cầu mà chúng ra lệnh. Về phần bạn gái anh, cô đã được bọn chúng đưa đi và cử hai tên vệ sĩ canh chừng cẩn mật. Khi đến trạm kiểm tra, Nat Ailey đã định kêu cứu, nhưng cô bị bọn chúng đánh ngất và tiêm thuốc mê nên không thể thoát được. Lúc này Andrea và tướng Nuvo bí mật gặp nhau để bàn kế hoạch, nhưng theo họ nhận định toàn bộ thị trấn và những vùng xung quanh bọn chúng đã làm chủ hết. Tại đây họ không khác gì cá trên thớt, nếu không hành động cẩn thận rất dễ bị bọn chúng cho bay màu khi nào không hay. Khi cả hai đang đi thì họ nhận ra mình đã bị bao vây. Bọn chúng định nổ súng thì tướng Nuvo đã đẩy Andrea ra đằng sau và ông ấy đã bị trúng đạn của bọn này ngay sau đó. Andrea thấy bọn này manh động quá, anh liền vơ lấy khẩu súng. Sau đó mấy tên con rời đã nhanh chóng về chầu các cụ. Một tên thấy đồng bọn của mình ngỏm củ tỏi hết rồi nên cũng sợ tột ngừng, xách quần chạy nhanh còn kịp. Andrea chạy lại tường Nuvo thì biết ông chỉ bị thương. Đúng lúc đó có một cậu bé mở cửa ra, biết sơ cứu vết thương không, gọi cấp cứu đi. Khi thấy cậu bé ra hiệu ok con dê thì anh mới chạy theo lối tắt để tìm được gã bỏ trốn kia. Khi Andrea vừa chạy đi thì xe cảnh sát cũng đến nơi. Theo những gì cậu bé chỉ điểm, cảnh sát đã nhanh chóng đuổi theo anh. Sau khi luồn lách qua 3-4 khu phố thì cuối cùng anh cũng chặn đầu được hắn và cho hắn ăn ngay một thùng rác vào đầu. Khi anh vừa thanh toán hắn xong, cũng là lúc cảnh sát ập đến với những bằng chứng không thể chối cãi. Về việc giết người thì Andrea đã bị tên cảnh sát trưởng ở đó tóm sống. Nhưng trong tình thế này anh không thể để mình bị bắt được. Andrea liều mình cứ thế chạy đi, sau đó nhảy xuống mái của một ngôi nhà và trốn đi trước sự bất lực của đám cảnh sát. Tên cảnh sát trưởng thấy vậy cay cú lắm mà không làm được gì. Hóa ra hắn đã bị tên trùm mua chuộc cả rồi, nên hiện giờ cả đám cảnh sát ở đây đang làm tay sai cho chúng. Lại nói về bọn buôn lậu, sau khi vị trí ban đầu bị lộ, tên vệ sĩ biết Andrea không phải là kẻ dễ động vào, hắn khuyên tên trùm nên chuyển nơi ẩn náu vì nơi ở hiện tại không còn an toàn. Tên trùm lập tức làm theo ý hắn và bọn chúng đã di chuyển vị trí ngay trong đêm. Tuy nhiên lúc này hắn còn rất coi thường Andrea và nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ động được vào cọng lông chân của hắn, chứ đừng nói đến cho hắn đi bóc lịch. Không những vậy, hắn còn mơ tưởng về một ngày cho anh vào nhà lao rồi tìm cách cho bọn đàn em khử anh ở trong đó. Liệu giấc mơ của hắn có thể thực hiện? Mời các bạn theo dõi tiếp. Bạn gái Andrea sau khi bị bọn chúng bắt về vẫn đang bất tỉnh. Chúng đã tiêm cho cô một liều thuốc. Khi cô tỉnh lại biết mình đã được đưa về căn cứ của chúng, Nadja đã cảnh cáo chúng rằng bọn mày hãy đợi ngày chết đi. Chỉ cần Andrea đến đây ngày nào thì ngày đó chính là ngày giỗ của chúng mày. Tuy nhiên, những lời của cô gái nói không khiến chúng bận tâm, thậm chí chúng còn cười nhạo điều đó và cho rằng chắc cô đang hôn mê nên nói tầm bậy. Andrea lúc này đã tìm đến ngôi nhà mà lần trước anh gửi tên đội trưởng đã bắt cóc được ở đó. Tại đây ông ta nói rằng hiện giờ tướng Nuvo đang hôn mê, ông ấy thì vì dính líu đến anh cũng bị đình chỉ công tác, anh thì đang bị truy nã vì chúng đã đổ tội cho anh là người giết tướng Nuvo. Ông ấy khuyên anh tốt nhất hãy coi như không biết chuyện này và ông ta sẽ giúp anh rời khỏi thị trấn này. Nhưng Andrea không có ý định đó. Anh nói rằng mình sẽ không đi đâu nếu chưa giải quyết xong vụ này.
Nhưng ông ta nói rằng hiện giờ toàn bộ nơi này, từ dân thường đến cảnh sát đã bị chúng mua chuộc hết, kể cả anh có nhân chứng chứng kiến việc anh không giết tướng Nuvo, nhưng chúng đều mua được hết rồi, trước tòa anh sẽ thua trắng tay. Bọn chúng buôn người nên bằng chứng không có gì ngoài lời nói của các nhân chứng. Nếu các nhân chứng mà bị mua chuộc thì coi như không có gì có giá trị. Không những thế, nguồn lợi từ việc buôn người mang lại quá nhiều và chúng đã sử dụng những đồng tiền đó để sai khiến cả quỷ dữ thì với một mình anh chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thế nhưng cho dù vậy anh cũng không bỏ cuộc. Anh hỏi đến kẻ mà mình đã bắt được và gửi ở đây, thì được biết ông ấy đã gửi hắn đến nhà giam và hiện giờ hắn đã được thả ra. Ông ta không biết hắn ở đâu nhưng biết kẻ nào nắm được hành tung của hắn. Đó là tay cảnh sát biển. Có được tin tức này, Andrea nhanh chóng tìm đến tay cảnh sát biển để và anh tóm được hắn khi trên xe. Ban đầu hắn còn tỏ ra ngạo mạn không chịu khai, nhưng sau khi bị nam chính xin tí tiết thì hắn có vẻ ngoan hơn. Hắn gọi điện cho tên đội trưởng và thông báo với gã này rằng mình đã bắt được Andrea. Hắn cần biết tên này ở đâu để giao người tới. Tên đội trưởng sau khi biết sắp có món hàng ngon mừng hơn, bắt được vàng lập tức cho địa chỉ hiện giờ của hắn ở. Đó là một doanh trại quân đội, phải có thể VIP mới được vào. Sau khi vào được bên trong, hắn khuyên anh nên ra khỏi đây nếu không muốn bỏ xác tại nơi này, nhưng Andrea không nghe lọt tại bất cứ lời nào. Anh tống hắn vào cốp xe và hiên ngang đi vào trong. Đám lính trong đó không ai biết anh là ai nên không để ý. Anh đi vào các phòng ban hỏi thăm, nhưng cuối cùng biết được Andrea đã đi gặp tên đồn trưởng. Anh quan sát thấy tất cả những người ở đây, ai nấy đều có vũ khí trong người, thế là anh này ra ý định luộc vài con để phòng thân. Tên đầu tiên anh lấy làm quà lưu đạn khi hắn phát hiện ra, cũng là lúc ngày giỗ của hắn được thành lập. Những tên tiếp theo, Andrea, kẻ thì anh xin khẩu súng, người thì anh xin băng đạn. Tuy nhiên rất nhanh chóng hành tung và việc làm của anh đã bị phát hiện, và anh đã trở thành mục tiêu tấn công của cả doanh trại. Nhưng bằng hào quang nam chính, sự ưu ái của đạo diễn, cho nên chỉ với một khẩu súng ngắn trong tay anh đã hạ được hàng chục sĩ quan quân đội. Với súng ống trang bị tận răng, Andrea cứ hiên ngang đi giữa làn đạn của kẻ thù như đi giữa trốn không được, mà không hề bị mất dù là một cọng lông chân. Tiếng súng cứ chát chúa vang lên, xác người cũng vì thế mà ngã xuống liên tục. Chỉ có nam chính cứ hiên ngang như một vị thần trong truyền thuyết. Vừa xả đạn, anh vừa cho ném thêm vài quả lựu đạn cho không khí thêm phần nhộn nhịp, vui tươi. Bọn chúng không ngừng tiếp viện thêm người, nhưng dường như Andrea có một thế lực vô hình, nó giúp anh khống chế kẻ thù, nên dù bị bao vây bốn phương tám hướng, nhưng không một kẻ nào bắn trúng được mục tiêu, mà đều lần lượt bị anh hạ hết lớp này đến lớp khác. Cuối cùng không còn lại một ai, chỉ còn lại tên đội trưởng, người của tên trùm. Hắn thấy anh xuất quỷ nhập thần như vậy, cũng bắt đầu xón đái ra quần, thế là vác súng cò giò chạy. Nhưng hắn có mà tuổi tôm mới sao lại được Andrea, chỉ bằng vài đường đi cơ bản anh đã bắt sống được hắn, và bắt hắn khai ra vị trí căn cứ mới của chúng. Ban đầu hắn còn giả mồm không khai để thể hiện chí anh hùng, nhưng sau khi ăn vài xiên của nam chính, hắn đã ngoan ngoãn mở mồm ra. Vị trí mới hiện giờ của chúng là ở một hòn đảo hoang gần ngọn hải đăng đang xây. Có được tọa độ của nơi này thì cũng là lúc Andrea cho hắn ngày làm dỗ. Về phần Nadja, sau khi tỉnh dậy cô bị tên vệ sĩ tra khảo. Nadja giả vờ xin nước rồi định tấn công hắn, nhưng tất nhiên một cô gái trói gà không chặt thì không phải là đối thủ của hắn. Cô bị hắn đánh cho răng môi lẫn lộn và bị nhốt vào trong buồng giam với những người khác. Tại đây cô thấy rất nhiều người bị bắt, như mình có cả phụ nữ, trẻ em, thanh niên, người giàu, người nghèo, người vô gia cư có cả. Họ cứ nghĩ bọn chúng bắt cóc đòi tiền chuộc, nhưng không phải thứ chúng cần, không phải là tiền. Phải chăng chúng đang thử nghiệm một loại thuốc nào đó mà không ai biết? Andrea, sau khi có được vị trí căn cứ mới của bọn này, anh đã cùng ông bạn của tướng Nuvo trở về căn nhà của mình. Tại đây ông ấy lại khuyên anh bỏ cuộc vì hiện giờ anh đang bị truy nã gắt gao vì giết nhiều người. Và theo như ông ấy nói thì hiện giờ nếu anh cứ quyết định đi, cũng không thể sang đảo được. Nơi này đã bị cảnh sát biển phong tỏa, không có thuyền bè nào dám chở anh cả. Nếu anh muốn vượt biển đến hòn đảo đó thì phải bơi hơn 5 km, chắc chắn thể lực một người bình thường không thể nào làm được. Thậm chí anh có thể sẽ bỏ mạng vì lạnh. Andrea nói rằng mình sẽ đi và làm được, còn khuyên ông ấy về bệnh viện để bảo vệ tướng Nuvo vì rất có thể hiện giờ ông ấy đang gặp nguy hiểm. Đúng như những gì Nuvo dự đoán, lúc này tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho ông ấy, một người phụ nữ lạ mặt đóng giả làm y tá đã đột nhập vào phòng định tiêm thuốc độc lấy đi tính mạng ông. Nhưng không may cô ta gặp phải sự cản trở của một cậu thực tập nên chưa kịp ra tay thì lực lượng an ninh đã ập vào và ngăn cản được hành vi này của cô ả. Bên này Andrea khoác lên mình bộ đồ lặn siêu dày và mang theo một số thứ cần thiết, sau đó anh nhảy xuống biển đi đến hòn đảo của chúng. Sau nhiều giờ ngâm mình dưới làn nước lạnh, cuối cùng Andrea cũng đã tiếp cận được căn cứ bí mật của chúng. Nhưng vì ngâm mình dưới nước lạnh quá lâu nên cơ thể của anh gần như bị đông cứng lại. Anh phải tự tiêm cho mình một liều thuốc trợ lực mới có thể tiếp tục kế hoạch được. Trong phòng giam, bọn chúng thấy một tên nói chuyện liền đưa tên này đi. Sau đó chúng lại đưa một người phụ nữ khác nữa. Theo những gì chúng nói thì họ nhận ra bọn chúng bắt cóc người không phải là để đòi tiền chuộc, cũng không phải để buôn người, mà đáng sợ hơn là chúng buôn bán nội tạng người sống. Và kẻ bắt họ đi đó không ai khác là gã đồ tể ở nơi này. Lúc này ả sát thủ sau khi giết tướng Nuvo không thành, cô ta đã trở về căn cứ và được tay đồ tể thông báo lần này bọn chúng đã bắt được một con mồi béo bở.
Người mà hắn nói đến không ai khác chính là Nadja, bạn gái của Andrea. Thế là cô ta đã đến phòng giam đưa Nadja đến chỗ gã đồ tể. Tuy nhiên lần này hắn không lấy mạng cô mà hai kẻ đó. Rảnh rỗi sinh nông nổi nên nghĩ ra một trò chơi. Tên đồ tể muốn Nadja tìm cách giết mình, nếu cô không làm được thì hắn sẽ giết cô. Trong hoàn cảnh này Nadja không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm con dao mổ và làm theo những gì hắn yêu cầu. Và tất nhiên cô không phải là đối thủ của hắn, nên sau khi ra đòn hụt thì bị hắn đánh cho tơi tả. Không bỏ cuộc, Nasty đã lợi dụng lúc hắn không để ý liền tấn công khiến hắn bị thương. Nhưng sau đó hắn đã đáp trả cơn phẫn nộ của mình lên đầu cô. Hắn nhấc bổng cô gái sau đó ném cô lên bàn mổ như ném một con vật mà hành hạ. Dù có như vậy nhưng Nadja chưa bao giờ bỏ cuộc. Cô giả vờ xin hắn chút rượu sau đó dùng nó mà phun vào mặt tên đồ tể. Việc này khiến hắn điên tiết và lao vào tấn công cô đến lúc bất tỉnh mới thôi. Phải đến khi tên vệ sĩ đến ra lệnh cho hắn không được động vào Nadja và mang cô đi thì hắn mới chịu dừng tay. Trong khi bạn gái đang bị bọn chúng biến thành thứ đồ chơi để giải trí thì Andrea đã đột nhập được vào bên trong. Anh đến một căn phòng và gặp đám lính canh rất nhanh chóng chỉ. Với vài động tác anh đã hạ được vài tên trong đó. Một tên còn lại anh đã dí con dao vào cổ hắn mà uy hiếp. Tên này khai rằng căn cứ của bọn chúng gồm 5 tầng hệ thống điện nước hoạt động riêng biệt. Riêng tầng 1 đến tầng 3 phải có thẻ mới có thể vào được. Sau khi nắm được sơ bộ khu vực này, Andrea đã cho hắn đi đoàn tụ với anh em. Lần theo những gì hắn nói, anh tìm đến kho vũ khí và trang bị cho mình những thứ cần thiết. Một lúc sau khắp người của anh đã treo kín lựu đạn, súng và những vật dụng cần thiết. Có được những thứ cần thiết, Andrea hiên ngang tiến vào bên trong, vừa đi anh vừa tặng cho mỗi phòng một quả lựu đạn. Chỗ nào có lính canh thì anh cho bọn chúng đi tàu 6 ván. Tất nhiên tin tức này nhanh chóng đến tai tên trùm và gã vệ sĩ của hắn, nhưng bọn chúng cũng không hề tỏ ra lo sợ mà vẫn tin chắc rằng Andrea đến đây là tự mình nộp mạng cho chúng. Hai gã ngồi trong phòng thông qua máy cảm biến thân nhiệt để tìm kiếm Andrea. Chúng thấy một người đứng tách lẻ liền cho rằng đó chính là Andrea và anh đang bị thương. Thế là tên trùm ra lệnh cho đám thuộc hạ xử lý, mà không biết tất cả những thứ đó đều là cái bẫy mà Andrea bày ra. Khi bọn thuộc hạ tiến đến vẫn không thấy người mặc áo đen có động thái gì, chúng liền xả đạn như mưa về phía người này. Sau một hồi tung hỏa mù, cả bọn liền tiến đến kiểm tra thì đúng lúc này Andrea nằm đằng sau, anh trà trộn vào mấy cái xác nên chúng không nhận ra. Anh lặng lẽ thưởng cho bọn chúng một quả lựu đạn, thế là cả đám được làm dỗ cùng nhau. Sau đó anh tiếp tục đi vào sâu bên trong, cũng giống như những lần trước, vừa đi Andrea vừa nhẹ nhàng lột hết bọn thuộc hạ của tên trùm. Tất cả những kẻ vừa có ý định đoạt mạng anh thì đều chịu chung số phận. Dường như với Andrea, súng và đạn của chúng chẳng khác não mỗi chiếc cột điện. Cách anh ra đòn và xử lý tình huống nhanh như chớp khiến kẻ thù dù có chuẩn bị tình huống trước thì đứng trước Andrea vẫn trở thành kẻ vô dụng. Trong bầu không khí sắc thuốc súng, nam chính vẫn như đi giữa chốn không người. Nhưng bất ngờ anh bị một tên theo dõi từ phía sau. Hắn chĩa súng vào người Andrea và bắt anh bỏ vũ khí, đưa tay đầu hàng. Andrea ngoan ngoãn làm theo khiến tên này tưởng ngon ăn. Hắn liền gọi cho tên trùm xin mệnh lệnh. Tên trùm tưởng cá trong chậu thì thịt lúc nào chẳng được nên đã lệnh cho gã đánh ngất Andrea rồi mang anh đến cho mình. Nhưng hắn không ngờ rằng đây có thể là quyết định ngu xuẩn nhất của mình. Tên thuộc hạ của hắn chưa kịp ra tay thì đã bị Andrea tóm ngược lại và cho một xiên về gặp các cụ. Liền thông qua camera chứng kiến màn ra đòn của nam chính, tên trùm và gã vệ sĩ bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hắn liền lấy súng chuẩn bị phòng thủ. Tên vệ sĩ còn rất bình tĩnh, hắn nói với Andrea rằng nếu anh không làm theo những gì chúng muốn thì chúng sẽ cắt tay cô bạn gái của anh. Trong lúc đó tại phòng giam giữ, riêng Nasty đã bị nữ sát thủ của chúng tìm đến. Cô ta nói rằng đưa cô đi trốn, nhưng cô không tin những gì cô ta nói vì lần trước chính vì cô ta mà cô đã bị gã đồ tể đánh cho một trận suýt chết. Nhưng cô ta lại giả mèo khóc chuột và nói rằng mình là một sinh viên trường y bị bọn chúng bắt đến đây và bị gã đồ tể thần kinh ép buộc làm vậy. Cô ta muốn cả hai cũng nhau chạy trốn khỏi nơi này. Cô ta biết một chỗ trốn lý tưởng có thể giúp cả hai thoát chết. Thấy Nadja có vẻ không tin, cô ta còn nói rằng Andrea đã đến đây và họ sẽ được giải cứu. Giờ việc họ cần làm là trốn đi để chờ anh ấy. Nghe thấy bạn trai đến cứu mình, Nadja đã nghe theo lời cô ta mà đi theo. Cô ta dẫn cô đến một khu vực trống, sau đó mới hiện nguyên hình. Đầu tiên cô ta lôi ra một khẩu súng nước dọa Nadja, rồi lại lôi ra một con dao. Sau đó lại ném con dao đi và quay ra ôm ấp nói rằng mình yêu Nadja. Nhìn vào những biểu hiện của cô ta, Nadja biết cô ta có tâm lý vặn vẹo không khác gì gã đồ tể kia. Vì vậy chúng mới cùng một ruột như nhau. Lúc này cô ta như biến thành mụ điên lao thẳng vào người Nadja khiến cô bất tỉnh. Tên vệ sĩ lúc này cũng bắt đầu xuất quân. Hắn dẫn theo một đám lính với trang bị súng ống đầy đủ, quyết một phen sống mái với nam chính. Trong lúc đó nam chính vẫn đang miệt mài xử lý đám lính của chúng. Ở một khu vực khác, cuối cùng anh đến được căn phòng nơi gã đồ tể làm việc. Nhìn vào những gì trong phòng, Andrea không khỏi lạnh gáy về việc làm man rợ của chúng. Gã đồ tể thấy anh còn không ngừng cười nhạo và nói rằng mình đã chơi đùa cô bạn gái của anh. Đúng lúc đó điện trong phòng vụt tắt, mọi thứ trở nên tối đen. Tên vệ sĩ đã dẫn người đến bao vây. Bọn chúng dùng đèn để quan sát. Khi tất cả những anh đến hướng về mình, Andrea di chuyển đến trước mặt tên đồ tể để thu hút chúng.
Sau đó anh nhanh như cắt ngồi thụp xuống nhường sân khấu ánh đèn cho hắn, thế là tên đồ tể hưởng trọn làn đạn của bọn này. Sau đó không kịp để cho chúng định thần, Andrea thừa thắng xông lên quay lại phản công. Trong bóng tối bằng đôi mắt như thần của mình, anh đã hạ gần hết bọn thuộc hạ của tên vệ sĩ. Sân khấu chính lúc này chỉ còn Andrea và tên vệ sĩ, cả lao vào trau dồi võ thuật. Khi anh suýt hạ được hắn thì tiếp viện của chúng lại đến. Trong quá trình giao đấu anh rút được thẻ từ của hắn, nên đã vào được khu vực bên trong nơi chỉ dành cho những người được cấp thẻ. Tay vệ sĩ lập tức cho người của hắn đuổi theo anh, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt, từ bên trong lại rất kiên cố khiến bọn chúng không thể nào vào được, chúng phải sử dụng thuốc nổ loại mạnh mới mong phá được. Lại nói về Nadja, sau khi bị cô ả tâm thần tấn công bất tỉnh, đến khi cô tỉnh lại thì thấy mình nằm trên nền nhà dưới ánh đèn chói chang, còn ả ta đang đứng trên xích đu bay qua bay lại không khác gì mã nữ u hồn. Khi Nadja còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì ả ta đã ngã lăn quay ra đất và bị một thanh sắt đâm xuyên người. Đúng lúc đó Andrea xuất hiện, họ gặp lại nhau vui mừng khôn xiết. Sau đó cả hai đi theo hướng chỉ dẫn của Nat ra tìm những người bị bọn chúng bắt cóc và giam giữ. Trong lúc họ giải cứu được các con tin cũng là lúc bọn chúng phá được cánh cửa. Nhưng khi chúng đến nơi thì Andrea đã dẫn các con tin thoát ra được bên ngoài. Lúc này tên trùm vẫn đang đắp chăn ngủ khò khò, khi hắn tỉnh dậy thì chỉ còn cái nịt mà thôi. Tên vệ sĩ nói với hắn rằng bọn chúng đã quá coi thường Andrea, nên hiện giờ chúng đã phải trả giá bằng việc hắn đã quét sạch nơi này. Thậm chí những người bị chúng bắt cóc cũng bị giải cứu hết. Hắn chuyển sang một phương án mới, đó là thuê lính đánh thuê về để diệt trừ Andrea. Về phía mọi người sau khi thoát được ra ngoài nhưng họ không thể thoát ra an toàn được. Toàn bộ nơi này đã bị chúng bao vây. Cảnh sát biển cũng bị chúng mua chuộc nên việc gọi cứu hộ là điều không thể. Anh đề nghị mọi người sẽ đi tìm những ngôi làng gần đây và nhờ họ giúp đỡ. Anh sẽ ở lại chặn đường của chúng. Một người lính được Andrea cứu đã đề nghị ở lại giữ chân chúng. Nhưng nam chính nói rằng nếu chúng giết anh thì sẽ không còn ai làm chứng nữa. Anh thì hoạt động bí mật nên không muốn ra mặt. Cuối cùng họ quyết định đi cùng nhau và chặn lại được một con thuyền. Andrea đi luồn từ phía sau. Anh lần lượt hạ từng tên lính canh, sau đó cướp đi chiếc thuyền. Khi mọi người vừa lên thuyền thì cũng là lúc tên vệ sĩ đưa người của hắn đến. Bọn chúng đứng trên cầu cứ thế xả đạn xuống dưới. Những người lính ra hiệu cho người dân nằm thấp xuống, sau đó họ dùng súng bắn trả. Một người lính đã nhảy lên boong tàu dùng súng máy bắn trả quyết liệt, nhưng không may ngay sau đó anh đã bị trúng đạn. Andrea thấy vậy liền lao lên thay thế vị trí, nhưng lại không có ai lái tàu. Cuối cùng anh phải gọi Nat ra lên thay thế vị trí cho mình. Ban đầu cô còn sợ, nhưng sau khi nghĩ đến tội ác mà chúng gây ra cho cô và mọi người, Nat ra đã trút hết căm phẫn của mình vào lũ giết người. Và sau màn đạo súng giữa những tên lính đánh thuê với người đẹp trên biển diễn ra khét lẹt, thì cô cũng đã thành công cho chúng được nhập khẩu dưới âm tàu địa phủ. Lúc này con thuyền cũng đã đi ra khỏi tầm bắn của chúng nên chúng không thể ra tay được nữa. Tên trùm thấy người của hắn dường như bất lực trước sự phi thường của Andrea, hắn cũng quán hết cả đít lên. Quả này không có hàng giao cho khách thì có điều hắn chỉ có nước cắm đầu vào hậu môn thì may ra mới được tha chết. Không những vậy, những con tin mà anh mang theo có thể tố cáo hắn. Vậy thì sự nghiệp của hắn coi như tan thành mây khói. Tại đất liền, tướng Nuvo cuối cùng cũng tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê. Được trợ lý báo cáo tình hình, biết rằng hiện giờ Andrea đang rơi vào tình huống éo le. Ông ấy quyết định liên lạc với Markova để xin cứu viện. Bên này Andrea đã dẫn mọi người đi được một đoạn, nhưng người lính thứ hai anh cứu được do bị thương quá nặng cũng không thể qua khỏi. Họ đành để lại anh ấy bên đường. Andrea cũng nhận định chắc chắn chúng sẽ chia làm hai ngả để tìm bọn họ. Thế là anh để một nhóm đi đánh lạc hướng hắn, còn nhóm còn lại sẽ tiếp tục di chuyển đi trốn. Lúc này những tên sát thủ được tay vệ sĩ thuê đã đến nơi. Bọn chúng khá đông, gồm nhiều thành phần khác nhau, từ kẻ bình thường đến những tên có vấn đề về thần kinh, từ lính đặc nhiệm cho đến những tay nhà giàu muốn tìm cảm giác mạnh. Thay vì săn thú rừng thì chúng lại săn người. Mục đích chung của chúng đến đây là săn giải thưởng. Tên trùm treo giải cho những ai bắn chết được Andrea sẽ được 50.000 đô. Người nào cắt được đầu học của anh mang về sẽ được nửa triệu đô. Vì phần thưởng quá hấp dẫn cho nên bọn chúng rất hăng hái. Sau một hồi lựa chọn vũ khí, chúng ta sẵn sàng biết được để tìm kiếm con mồi của mình. Lúc này Nadja đã dẫn mọi người dọc theo sườn núi đi xa khu căn cứ của chúng. Tuy nhiên trong số những người được giải cứu lại có một gã chuyên gây chuyện. Hắn không muốn đi theo sự chỉ huy của Nadja, nên thường hắn xúi giục mọi người không nghe theo lời của Nadja. Vì không thấy Andrea nên hắn cho rằng anh đã bỏ lại mọi người đi một mình. Rồi Nadja có nói thế nào hắn cũng không tin. Khi cả đoàn đang đi, hắn nhìn thấy một con chó định bắn chết để lấy thức ăn, nhưng đã bị Nadja ngăn cản lại. Cô nói rằng nếu bây giờ nổ súng bọn chúng có thể tìm ra họ. Thế nhưng gã đàn ông kia không hiểu vấn đề, thậm chí có lúc hắn còn đòi tấn công Nadja. Nhưng may mắn những người đi cùng đã súng lại cho hắn một trận. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Bị mọi người ngăn cản và bênh vực, Nadja càng khiến hắn thêm cay cú, mà chôn hận trong lòng, chỉ chờ đến lúc sẽ phản kháng lại. Về phần Andrea, anh đã băng xuyên rừng tìm được một chỗ ẩn nấp lý tưởng. Từ đây anh có thể quan sát được đường đi của bọn chúng mà tấn công. Tại đất liền, tướng Nuvo cũng đã liên lạc được với Moscow để nhờ trợ giúp. Lúc này đám lính đánh thuê đã tập trung tại khu rừng và đang xác định phương hướng đường đi của những người trốn khỏi căn cứ của lão trùm. Ai cũng muốn lấy được đầu của Andrea, nên bọn chúng quyết định sẽ chia nhau mỗi người một ngả, cách nhau ít nhất 100 mét, để dễ dàng hành động cũng như không bị ai cản trở.
Andrea đứng từ xa quan sát sự bố trí của bọn chúng anh trở, cho chúng ổn định vị trí mới bắt đầu xuất kích. Trong khu rừng bọn chúng thấy thấp thoáng xuất hiện bóng người, bọn này liền nghĩ rằng đó chính là con mồi của mình. Thế là không ai bảo ai thằng nào thằng đấy thi nhau bắn, mà không biết rằng chúng đang tự tiêu diệt lẫn nhau. Sau khi hai gã sát thủ bị hạ thì Andrea mới xuất hiện, anh dùng con dao bảo bối của mình nhanh chóng cắt cổ một tên rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Ở một vị trí khác, nữ sát thủ mặc áo đỏ đã nhảy từ trên cây cao xuống tấn công một sát thủ khác. Sau một hồi giao chiến thì sát thủ to béo đã bị cô ta hạ gục bằng hàng chục nhát dao và một viên đạn chí mạng. Việc tiêu diệt các sát thủ khác cũng là một cách giúp bọn chúng tiến gần hơn đến giải thưởng của mình. Bên này Andrea cũng bất thình lình xuất hiện, anh thanh toán một sát thủ, sau đó biến tên này thành bia đỡ đạn cho mình. Đến khi đưa hắn đến trước mặt một sát thủ khác, anh mới nhanh chóng xuất hiện và hạ được đối phương trong tích tắc. Có lúc anh ẩn mình trong đám lá cây chờ con mồi sập bẫy, cũng có lúc anh trốn sau gốc cây to, sau tảng đá lớn nhanh nhẹn khéo léo bí ẩn như loài báo rừng, mà không tên nào phát hiện được. Không ít kẻ bỏ mạng mà chưa kịp xuất chiêu nào, chỉ bằng con dao bảo bối trong tay bao nhiêu kẻ đã có ngày đi mà không có ngày về. Andrea không mất quá nhiều công sức vì bọn sát thủ này đã tử xử nhau khá nhiều, chúng chết vì lòng tham và vì coi thường đối thủ của mình, đó là điều tối kỵ trong chiến đấu. Về phần Nat, Jaco vẫn miệt mài dẫn mọi người đi tìm ngôi làng gần đó, nhưng kẻ phá đám trong đó vẫn không ngừng gây chuyện, hắn không chịu đói được nên nhất quyết không đi. Sau đó hắn còn cướp súng của Nat ra và đi săn thú rừng. Một lúc sau hắn trở về với vài con thỏ trên tay mà không biết rằng chính tiếng súng đó đã dẫn bọn lính của tay vệ sĩ đến. Nat ra không muốn mọi người vì miếng ăn mà mất mạng, nên cô đã lệnh cho tất cả phải đi ngay lập tức trước khi chúng đến. Thế nhưng kẻ phá đám không muốn đi, Nat ra đã đuổi hắn đi, nhưng hắn đòi khẩu súng, cô không ngần ngại đưa cho hắn. Nhưng sau đó hai người giằng nhau khiến khẩu súng bóp có bắn thẳng vào người hắn. Kết thúc cuộc đời kẻ đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm. Không còn ai ngăn cản Nat ra tiếp tục dẫn mọi người đi tiếp. Trong khu căn cứ, tên trùm biết rằng bọn lính đánh thuê kia sẽ không thể nào làm gì được Andrea, nên hắn đã chuẩn bị tiền và có dự định vượt biên, vì hiện giờ mọi chuyện đã quá bung bét không thể cứu vãn. Nhưng ý định đó chưa được thực hiện thì tay vệ sĩ thân cận của hắn đã cho ông chủ của mình đi đoàn tụ với tổ tiên. Về phía Andrea, sau khi bọn sát thủ đã bị xử hết, chỉ còn một tên rất thông minh, hắn là kẻ duy nhất tìm ra vị trí của Andrea, nhưng hắn lại không ra tay, thậm chí còn tặng cho nam chính khẩu súng mà hắn yêu quý nhất. Có lẽ hắn quá khâm phục và ngưỡng mộ tài năng của Andrea và tìm thấy ở anh nhiều điểm giống mình, hoặc cũng có thể hắn biết rằng mình không phải là đối thủ của anh nên tốt nhất nên tự nguyện còn hơn là ép buộc. Sau khi hai bên chia tay, tên này liền gọi cho tin vệ sĩ báo rằng toàn bộ đám lính mà hắn thuê đã không còn ai ngoài mình. Tên vệ sĩ đã đoán trước được điều này nên hắn không ngạc nhiên cho lắm, nên đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch khác. Nat ra và đoàn người sau nhiều giờ đi bộ, họ đã tìm được một ngôi làng. Suýt chút nữa thì bị người đàn ông trong đó tấn công, nhưng sau khi biết họ cũng là những người bị bọn này bắt cóc giống như con của mình, ông ấy đã động lòng và cho họ nơi trú ẩn. Bấy giờ bọn lính của tay vệ sĩ cũng tìm được chỗ mà Nat ra ẩn náu, chúng lập tức báo cho hắn biết. Trong đêm đó, khi cô và mọi người đang say giấc thì bỗng nhiên Nat ra nhận ra có kẻ đột nhập ngôi nhà. Khi cô đi ra ngoài thì đã bị chúng bắt đi. Andrea sau khi biết không còn sát thủ nào sống sót, anh liền quay lại căn cứ của bọn chúng thì bắt gặp gã đầu chọc bạn hàng của tên trùm. Hắn ta biết mình sẽ không sống nổi đến ngày mai để nhìn mặt trời, nên đã đưa cho Andrea nghe điện thoại của tên vệ sĩ. Hắn lệnh cho anh về nhà ngay, nếu không hắn sẽ giết Nat ra. Trước khi ra về, nam chính không quên tặng cho gã đầu chọc một quả lựu đạn làm quà. Sau đó anh lập tức chạy ra xe và lao về nhà. Lúc này Nat ra đang bị hai tên bắt giữ, thấy Andrea xuất hiện và thách thức, tưởng anh không có súng nên tên vệ sĩ đã bắn chết đồng bọn của mình, rồi cầm dao lao về phía Andrea. Ngay khi hắn vừa lao gần đến nơi thì anh rút sau lưng mình ra khẩu súng mà tay sát thủ trước đã tặng để kết thúc cuộc đời chó săn của tên vệ sĩ. Cuối phim, sau khi trải qua nhiều gian nan thử thách, Andrea và Nat ra lại về được với nhau, họ càng yêu quý và trân trọng nhau hơn. Mặc dù đôi khi được cách điệu quá mức, Kremen vẫn ghi dấu ấn trong tâm trí người xem nhờ sự kỳ lạ sắc sảo của nhân vật trung tâm và chất lượng cộng hưởng tối tăm của câu chuyện, cảm giác giống như một câu chuyện dân gian truyền thống của Nga đương đại, và nó hoàn chỉnh với những bước nhảy và khoảng trống hợp lý trong dòng chảy của câu chuyện. Ngoài ra, không thể bỏ qua sự xuất sắc trong các cảnh quay hành động của nam diễn viên Vladimir Epifanev. Anh có nền tảng võ thuật và thực hiện các phân cảnh đánh nhau thực chiến một cách ấn tượng và được nhiều người yêu mến nể phục trong các hành động cũng như cách ra đòn. Bên cạnh đó, anh còn mang đến cho người xem cảm giác thích thú với hình tượng một nam chính bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.